Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 6, 5. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5390, 8939, 0659. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6691. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 15817, 30224, 13916, 74123, 55436, 32360, 11249. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 66871, 47492. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 11314. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65548. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 01379. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 01379.